nè, gái thức nè, làm trôi nè, cái làm đó sớm là làm đạp rồi. Ơi ê, không có bóng cái mặt nữa nha, bóng cái mặt luôn ấy xuống à, nắm tóc xuống à, nhìn đây nè. Ô nhìn ba nè, nhìn ba nè. Ba con do đạp bữa nay là vừa tròn 22 ngày, chưa được tháng nè, mới 22 ngày. Nay 29 tháng 3 2019, 22 ngày, 23 ngày. Vậy cái gì vậy? Ê, là cái gì bấu mặt nè? Ui, thôi thôi thôi, khó chịu à, bực mình, bực mình, bình mực. Nằm chơi mình nha, không phải đi nha, phải đi xúc miệng chứ nha, hiểu không? Sáng ngày chưa xúc miệng nữa là chị hai. Nằm mình nha, như sushi. Sushi, sushi. Đó, quạo đó, mặc quạo nè, mặc quạo nè, gì mặc quạo à, hiện mặc quạo à, hả, yeah, quạo hả. Em mới ngủ dậy ngáp, không ai nói chuyện với mặt quạo hết, quạo lên là nắm tóc nắm tay gịch, không biết đau, không biết đau gì trơn á. Thấy không, con không biết đau hả? Hay lì quá, hết biết đau rồi. Thôi 4 phút rồi, ngưng được rồi, để mà ẵm con lên.